Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, nhà bếp là nơi nấu nướng cho cả nhà, đảm bảo sức khỏe và tạo ra không khí sum họp gia đình trong bữa ăn vui vẻ. Bởi vậy đây là không gian rất quan trọng mà ông bà ta từ xưa đã rất chú ý tới. Các chuyên gia phong thủy cảnh báo, để những đồ vật đại kỵ trong phòng bếp như thế này, không sớm thì muộn, sức khỏe và tài vận của gia đình bạn sẽ bị ảnh hưởng. Vậy những vật cấm kỵ để trong phòng bếp đó là gì? Phú Quý Tài Lộc sẽ tiết lộ trong video ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Thứ nhất, đặt gương chiếu thẳng vào bếp. Theo chuyên gia phong thủy, phòng bếp là phòng chức năng, có vai trò rất quan trọng và cũng là không gian cần kiêng kỵ rất nhiều thứ. Trong khi đó, gương cũng là một vật dụng thường liên quan đến yếu tố tâm linh và phong thủy. Trong phong thủy, chiếc gương được xem là một yếu tố của nước, mà bếp lại luôn có lửa, lửa kỵ nước. Chính vì thế, điều này là tối kỵ trong phong thủy. Khi treo gương chiếu vào bếp, có thể tăng thêm khả năng hỏa hoạn hoặc rủi ro bất hạnh. Đồng thời, theo quan niệm của phong thủy, gương là vật phẩm có năng lượng rất mạnh, sẽ tạo ra nguồn năng lượng gấp bội, khả năng phản xạ các tia sáng và hiển thị hình ảnh, khiến gương trở thành một vật hội tụ năng lượng. Hơn nữa, thông qua hiệu quả phản xạ của gương, trong nhà bếp có thể xuất hiện hai bếp nấu, cũng có ý nghĩa trong nhà có hai nữ chủ, dễ tạo nên khoảng cách vợ chồng, và từ đó người thứ ba có thể chen chân vào. Nếu gia chủ đang có ý định treo gương trong nhà bếp, thì nên đặt gương ở những vị trí có thể ngăn được dòng khí thoát đi và đón được dòng khí tốt, giúp cho căn bếp được vượng khí hơn. Thứ hai, đặt chổi trong nhà bếp. Xét về khoa học thì không gian phòng bếp là nơi chứa nhiều thực phẩm, đồ ăn. Nếu bạn đặt chổi ở đây, vi khuẩn bụi bẩn từ chổi có thể sẽ bay sang thức ăn, làm mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Chổi là nơi chứa nhiều vi khuẩn, nếu đặt ở bếp, chúng dễ phát tán ảnh hưởng tới ông táo, bà táo, khiến cho tình cảm gia đình khó lòng êm ấm, hạnh phúc. Chính vì vậy, tài lộc công danh cũng khó lòng thăng tiến thuận lợi như mong đợi. Thứ ba, đặt vòi nước ngay cạnh bếp nấu. Cùng với lửa, nước là thứ cần thiết nhất nhì trong nhà bếp. Nhưng quan niệm thủy khắc hỏa sẽ làm cho nước lửa trong nhà bếp luôn xung khắc. Đặt vòi nước bồn rửa quá gần bếp đun sẽ gây xung khắc. Quan niệm dân gian cho rằng nếu để nước gần bếp đun sẽ nhấn chìm ông bà táo. Bất lợi nhất phải là trường hợp hỏa môn và thủy môn sống vào thế đối diện. Bởi phía phòng bếp là một phía sau sườn lưng lúc gia chủ đứng nấu nướng. Đặt phòng bếp đối diện với bồn rửa, tức hỏa môn đối diện thủy khẩu, thì phía phòng bếp tiếp tục phải tiếp nhận nhiều luồng thủy khí, ép hỏa khí suy, không vượng lên được, còn phát sinh những vận khí xấu mang lại những thành viên vào nhà. Nếu vị trí bếp đun bị trực xung với vòi nước bồn rửa, thì người trong nhà hay bị bệnh đường ruột, dạ dày. Những thành viên trong gia đình hay nóng nảy thất thường, cãi cọ với nhau thường xuyên, mặc dầu chẳng có lý do gì chính đáng, hoặc là những chuyện vặt vãnh cũng thành to tiếng với nhau. Thứ tư, đặt bàn thờ trong nhà bếp. Bàn thờ là nơi thanh tịnh linh thiêng, còn không gian nhà bếp là nơi có nhiều mùi nấu nướng thức ăn dầu mỡ. Chính vì vậy, khi bạn đặt hai thứ này cạnh nhau
hoặc đối diện nhau sẽ ảnh hưởng tới phong thủy trong ngôi nhà. Đồng thời, điều này cũng sẽ khiến cho tài lộc trong gia đình khó lòng đi lên như mong muốn. Chính vì vậy, bạn nên tách biệt hai không gian này với nhau là tốt nhất. Trong trường hợp những căn hộ chung cư diện tích nhỏ không thể tách biệt hoàn toàn không gian giữa các khu vực, thì bạn cũng nên đặt bàn thờ càng xa khu vực bếp nấu càng tốt. Thứ năm, treo dao nhọn trong nhà bếp. Các loại dao thái, dao gọt hoa quả và các dụng cụ nhà bếp sắc nhọn không nên treo trên tường hay cắm trên giá. Dao kéo vốn mang sát, do vậy cần thận trọng khi cất giữ. Tốt nhất sau khi dùng nên cất gọn chúng vào trong ngăn kéo hoặc tủ đồ. Chú ý không để dao kéo trên kệ hoặc ngoài ban công, do các đồ này nếu để lộ thiên sẽ hao tài tốn của. Trong bếp có một số kiêng kỵ, nếu phạm phải sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền tài của gia đình bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh những kiêng kỵ về đồ vật trong phòng bếp kể trên, quan niệm phong thủy cũng tiết lộ một số mẹo phong thủy nhà bếp giúp thu hút tài lộc may mắn. Chi tiết sẽ được Phú Quý Tài Lộc chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. 1. Trồng những loại rau ăn được trong nhà bếp. Một ý tưởng hay ho và đảm bảo sức khỏe đó là bạn có thể tự trồng những loại rau ăn được trong bếp. Đừng nghĩ rằng là khó khăn, mà thực ra có rất nhiều các loại rau rất dễ trồng như hoa oải hương, húng quế, mùi tây, chanh, cỏ chanh, bạc hà, rau mùi, xạ hương. Đây đều là những loại cây thích hợp trồng ngay trong nhà bếp. Bạn cũng có thể trồng các loại thực phẩm như hành lá, tỏi hoặc những cây như chanh, quất. Như vậy vừa đảm bảo sạch sẽ mà lại tiết kiệm được, đúng không nào? 2. Trồng một số loại thảo mộc ngay cửa sổ nhà bếp. Cũng giống như việc trồng các loại rau trong nhà bếp, bạn cũng có thể trồng các loại thảo mộc ở đó. Trồng các loại thảo mộc trên cửa sổ nhà bếp hoặc trong một giỏ treo. Có thể bạn không biết, nhưng các loại thảo mộc không chỉ sử dụng rất tốt để pha làm trà và kết hợp thành món ăn ngon, chúng còn giúp trang trí căn bếp của bạn mang đến không gian tự nhiên và hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết. 3. Những loại cây dễ sống nhất trong nhà bếp. Nếu sợ rằng không có thời gian để chăm sóc chúng, thì bạn có thể chọn trồng cây lô hội, cây lưỡi hồ, trầu bà vàng hay dương xỉ. Bởi những cây này thực sự rất dễ trồng mà cũng không phải mất quá nhiều thời gian để chăm sóc. Nếu có ý định trồng những cây này thì cũng không phải lo lắng là chúng sẽ chết. Bạn cũng có thể kết hợp những loại thảo mộc với cây cảnh khác để trang trí nhà bếp của bạn và công việc nấu ăn trở nên thú vị hơn. 4. Bố trí hướng bếp. Phong thủy cho rằng nhìn từ phía cửa chính mà đã thấy bếp là không tốt. Phòng ngủ liền kề bếp cũng rất xấu. Vì thế, gia chủ cần lựa chọn hướng bếp đúng, hợp mệnh, đón may mắn vào nhà. Bếp có cửa sổ ở hướng Tây thì ánh nắng gay gắt vào buổi chiều sẽ chiếu thẳng vào, dễ khiến gia chủ và các thành viên bị đau đầu, nhức óc. Bởi năng lượng của mặt trời lúc chiều tà không tốt, gây hại cho sức khỏe của các thành viên trong nhà. Ngược lại, hướng đông là hướng mặt trời mọc. Bố trí bếp ở hướng này có thể hấp thụ hết sức mạnh của năng lượng mặt trời buổi sáng, tốt cho sức khỏe,
nên người nội trợ ở trong căn bếp hướng đông thường là người có tính cách lành mạnh, dũng cảm và hòa đồng. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người ở trong căn bếp hướng nam hào phóng và thường có tính cách hiếu đồng. Màu sắc bàn ăn cho bếp hướng nam nên là màu đỏ. 5. Âm dương cân bằng. Như trên đã đề cập, phòng bếp là vị trí thủy hỏa tương xung. Nếu như có thể quân bình hai yếu tố này, làm cho thành cục diện thủy hòa cộng giúp, tất có thể làm cho phong thủy phòng bếp hòa hợp. Để cân bằng, bạn nên lát sàn nhà hoặc bệ bếp bằng đá, tượng trưng cho hành thổ. Ngoài ra, bạn cũng có thể treo một bức tranh có hình sông ngòi hoặc sử dụng màn cửa, khăn trải bàn màu xanh lam, hành thủy ở trong gian bếp để làm giảm tác dụng của hỏa. Tuy vậy, vì hỏa kỵ thủy nên bạn cũng không nên treo tranh có hình sông ngòi quá gần với khu vực bếp nấu. Sàn bếp nên lát đá. Quý vị thân mến, điều chỉnh thiết kế bài trí phòng bếp và vị trí đặt của nó, trừ khử các nhân tố bất lợi sẽ tạo ra phong thủy thật tốt cho phòng bếp. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phúc Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.